Xin chào mọi người đã quay trở lại với Tinh tế. Một tuần lại trôi qua, đến hẹn lại lên chúng ta lại gặp nhau với Tinh tế update số thứ 62. Hãy cùng Đan Anh cập nhật những thông tin mới mẻ và những sản phẩm sắp tới không thể bỏ lỡ trên mạng xã hội Tinh tế cũng như là cộng đồng công nghệ của chúng ta nhé. Thông tin đầu tiên sẽ là những cập nhật mới mẻ bên trong bộ đôi Google Pixel 6 và Google Pixel 6 Pro. Như mọi người cũng biết thì Google cũng đã giới thiệu hai sản phẩm này đến toàn bộ người dùng. Tuy nhiên đây chưa phải là một buổi ra mắt chính thức và đợi cho đến cuối tháng 8 này thì chúng ta sẽ có một sự kiện chính thức về hai chiếc điện thoại này. Tuy nhiên thì cũng có một số thông tin mà mọi người rất nên quan tâm trước khi sự kiện bắt đầu. Đó là về con chip Google Tensor. Đây là con SoC mà Google đã tập trung rất nhiều vào AI cũng như là ML. Và theo hứa hẹn của Google thì đây sẽ là một linh kiện quan trọng để giúp bộ đôi sản phẩm này trở thành những chiếc smartphone an toàn nhất, nhanh nhất và thông minh nhất. Về phần màn hình lần này thì Google Pixel 6 Pro sẽ có kích thước là 6,7 inch và độ phân giải là đến Quad HD+, cũng sẽ có tần số làm tươi màn hình lên đến 120Hz. Ngoài ra thì chiếc Google Pixel 6 của chúng ta cũng sẽ có màn hình nhỏ hơn chút xíu là 6,4 inch và độ phân giải của nó sẽ là Full HD+. Tuy nhiên thì tốc độ làm tươi màn hình cũng vẫn sẽ là 120Hz cho Google Pixel 6. Và cụm camera selfie trên bộ đôi này thì sẽ được di chuyển từ góc trái của màn hình vào phần bên giữa. Ngoài ra thì ở phần màn hình này cũng sẽ có cảm biến vân tay siêu âm giống như những chiếc flagship của Samsung. Và cuối cùng sẽ là về phần thiết kế. Từ trước đến nay thì mọi người đều cho rằng là thiết kế của những mẫu điện thoại Google Pixel có phần hơi kém sang. Và với sự ra mắt lần này của Google Pixel 6 và Google Pixel 6 Pro sẽ có một màn lột xác ngoạn mục hơn. Và Google cũng đã tập trung nhiều cho thiết kế lần này. Cụ thể là sẽ có những gam màu sắc mới. Bây giờ thì mình sẽ liệt kê một vài phiên bản màu sắc có trên Google Pixel 6. Chúng ta sẽ có màu Red Sand, Blue Green và Grey Black. Ngoài ra thì với Pixel 6 Pro chúng ta sẽ có Grey Black, Sand Yellow và Grey Light Grey. Những phiên bản màu sắc sẽ có sự kết hợp trên một chiếc điện thoại. Và cuối cùng sẽ là Android 12 và Material You. Và mình cũng rất háo hức mong đợi xem là sự kiện cuối tháng 8 này của Google với hai sản phẩm này sẽ ra sao. Thông tin thứ hai sẽ là một sản phẩm mình thấy rất có ích và đặc biệt là trong mùa dịch này. Ngoài ra thì nó cũng sẽ phù hợp với những ai yêu thích đọc sách và thích một kích thước tương tự như một chiếc máy tính bảng. Tuy nhiên thì lại chỉ chuyên về đọc sách mà thôi. Và đây sản phẩm sẽ có tên gọi là Kobo Elipsa do anh đi đu trên tay và có mức giá khoảng 14 triệu đồng khi về Việt Nam. Như đã nói với mọi người thì nó khá tiệm cận với một chiếc máy tính bảng ở chỗ là màn hình rất to lên đến 10,3 inch. Và với kích thước này thì chúng ta sẽ có cơ hội được trải nghiệm đọc sách hoặc là đọc truyện tranh với một cái kích thước lớn hơn, thoải mái hơn. Giá trị mang lại sẽ là thứ nhất nhiều chữ hơn với những người thích để chế độ mặc định hoặc là với kích thước to hơn nếu như cho ai cần một kích thước đọc chữ to hơn. Và tóm lại nó sẽ ngang với những cuốn sách giấy. Elipsa sử dụng màn hình là E-Ink Carta 1200 công nghệ với thời gian phản hồi nhanh hơn và độ tương phản sẽ tăng 15% so với thế hệ trước. Và chúng ta sẽ có một màn hình hiển thị nội dung đen trắng rất mịn và đẹp mắt. Một điểm đặc biệt ở chiếc máy này so với những chiếc máy đọc sách khác đó chính là nó đi kèm theo một chiếc bút stylus. Ban đầu thì anh đi đu và mình thậm chí cũng nghĩ rằng là một chiếc bút stylus đi với một chiếc máy đọc sách sẽ không đảm đương nhiệm vụ tương đương được so với một chiếc bút khi đi kèm với một chiếc máy tính bảng. Tuy nhiên bất ngờ ở chỗ là chiếc bút stylus này nhận diện nét chữ, lực viết rất chuẩn xác. Gần như là nó nhận diện tức thì những gì mình viết giống như là trên giấy vậy. Bề mặt màn hình được làm nhám nên khi viết còn có cảm giác giống như viết trên giấy thật chứ không trơn tuột như màn hình của tablet, máy tính bảng hay là smartphone. Và bạn nghĩ sao về một chiếc máy đọc sách có mức giá là 14 triệu đồng? Hãy để lại phía dưới bình luận cho Tinh tế của mình với nha. Và sau đây sẽ là thông tin số 3, một thông tin hết sức thú vị về công dụng mới của AirTag. Nếu như bạn có xem những video hay là bài review về AirTag từ trước đến giờ thì mọi người sẽ thấy là chúng ta toàn là giả lập những cái tình huống bị mất đồ vật hoặc là mang đồ vật đi xa để xem là AirTag tác dụng của nó phát huy được đến đâu. Tuy nhiên thì mới đây anh Hiệp lại cho rằng AirTag lại có một chức năng hết sức hữu dụng khi lắp vào điều khiển TV, đặc biệt là chiếc điều khiển TV của Apple. Bởi vì đây là một chiếc điều khiển TV rất mỏng, mảnh, nhỏ. Nó khác biệt hoàn toàn so với những chiếc điều khiển TV của LG hay là Samsung khi mà nó sẽ có những cái phần bầu hay phần hõm để lỡ như mà nó có bị lọt xuống những cái khe giữa khe giường hay là khe ghế thì cũng sẽ bị vướng lại. Nhưng với chiếc Apple Remote thì nó lại không như vậy. Apple TV Remote nó là một cái giống như là một cái mảnh kim loại vô cùng phẳng và khi lắp AirTag vào thì anh Hiệp hoàn toàn có thể dễ dàng tìm được nó, không giống như những tình huống giả lập trong những bài review trước đây khi mà chúng ta xem về AirTag. Và bạn nghĩ sao về công dụng mới này của AirTag? Theo anh Hiệp thì đây chính là mục đích sử dụng đích thực. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với thông tin thứ tư, cũng là thông tin cuối cùng của Tinh tế update số thứ 62 lần này. Đó chính là về bài quạt trần ở phòng khách. Mình biết là có rất nhiều hộ gia đình đang sử dụng, chẳng hạn như là máy lạnh hoặc là quạt đứng để ở dưới sàn. Tuy nhiên thì bài viết mới đây của mình cho mọi người một cái góc nhìn mới về quạt trần tác dụng như thế nào với phòng khách, đặc biệt là với phòng khách ở những căn hộ chung cư, khi mà thông liền với bếp là một nơi tỏa mùi và tỏa nhiệt rất lớn. Và bạn đang dùng quạt trần hay là máy lạnh cho phòng khách nhà mình thì cũng đừng quên để lại phía dưới và bình luận cho Tinh tế của Mỹ với nha. Bởi vì tối nay thì mình sẽ có một video livestream với anh Hiệp về vấn đề này. Chúng mình sẽ cùng nhau tranh luận về việc là máy lạnh hay là quạt trần cho phòng khách thì sẽ tốt hơn, đặc biệt là trong mô hình nhà ở chung cư. Hãy tham gia cùng với tụi mình trong livestream tối nay nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn sức khỏe và cùng nhau vượt qua mùa dịch này thật là suôn sẻ và tốt đẹp nha. Bye bye!